Video khiếu nại cần có những gì để thắng kiện? Đầu tiên, ở góc trên cùng tay trái, bạn cần lưu ý mã vận đơn giúp bạn tìm kiếm đơn hàng nhanh chóng và đáp ứng chuẩn yêu cầu của sàn. 2. Bạn cần lưu ý ngày, giờ và thời gian đóng gói. 3. Là tên người đóng gói để kiểm soát chất lượng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn cần phải đảm bảo quay rõ sản phẩm 4 góc, 6 mặt như thế này. Cuối cùng, bạn cần kiểm tra lại phải gói đúng sản phẩm và đúng số lượng nhé. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn tự trang bị thêm cho mình túi hoặc tem niêm phong như thế này. Cung cấp được những video này 100% sẽ giúp bạn đem về phần thắng khi xử lý khiếu nại. Gửi video càng sớm càng tốt nhé. Bye!